Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 1 tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà Đầy Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng từng bị bắt, giam giữ tại đây. Đã 78 năm kể từ lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong không gian Nhà Đầy Buôn Ma Thuột. Đây là sự kiện có 102 trong hệ thống nhà tù, nhà đầy của thực dân Pháp ở Đông Dương và các nước thuộc địa trên toàn thế giới lúc bấy giờ. Buổi lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk. Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến thăm và chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân và chuyên gia làm việc tại Giàn Công nghệ Trung tâm 3 Mỏ Bạch Hổ thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, công nhân và chuyên gia đang làm ngày đêm làm việc xa đất liền, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Năm 2021, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro đã hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác dầu năm 2021 tại Lô 091 vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2021, nâng tổng sản lượng khai thác lên 3.165 triệu tấn dầu thô từ các mỏ dầu khí. Tỉnh Bình Định vừa tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, tỉnh Bình Định đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép bảo đảm an sinh xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương tăng 4,11%. Năm 2022, tỉnh tập trung thu hút đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cố gắng thu đủ ngân sách, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, văn hóa, giáo dục, tiếp tục quan tâm cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu đưa tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong khu vực. Để bảo đảm cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dịp cuối năm, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình phối hợp với các doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp, cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, tăng giá đột biến. Theo khảo sát tại nhiều siêu thị cửa hàng, năm nay do dịch COVID-19 tác động đến thu nhập của người dân, nên nhiều siêu thị điểm bán hàng có kế hoạch giảm tỷ lệ hàng cao cấp mà thay vào đó là tăng nguồn hàng chất lượng giá cả bình dân hơn để phục vụ đại trà nhu cầu người tiêu dùng. Lượng hàng hóa ấy, thì năm nay thì do cái tâm lý về dịch nên là cũng nhiều cái cũng e ngại hơn. Chúng tôi cũng cam kết về cái sự bình ổn giá để cho mọi người dân là không bị tâm lý về giá cả về lên xuống. Nguyên vật liệu để chuẩn bị cho từ Tết nguyên đán cuối năm này thì công ty đã chuẩn bị mấy tháng trước, nguyên vật liệu đầy đủ và giá cả thì công ty vẫn duy trì như trước đây. Chúng tôi đã triển khai và hỗ trợ trong lãi suất cho các doanh nghiệp trong 2 tháng tính từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến hết 28 tháng 2 năm 2022 thì với cái lượng hàng hóa để cho doanh nghiệp trữ. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường giá cả hàng hóa, tăng cường các hoạt động kiểm tra kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm để kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp điều tiết nhằm bình ổn thị trường giá cả hàng hóa. Chiều ngày 20 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án bắt 2 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. 2 đối tượng là Đồng Thanh Tùng và Lê Trung Kiên cùng chú tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây là 2 đối tượng cộng cán cho vay nặng lãi gây bức xúc dư luận nhân dân trong thời gian qua. Chỉ tính riêng 2 tháng gần đây, các đối tượng nói trên đã cho nhiều người dân vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Duy Tân, sinh năm 1987, cư ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông về hành vi cướp giật tài sản. Chiều mùng 2 tháng 1, Tân điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng Kim Trang ở xã Tân Lý Đông, giả vờ hỏi mua dây chuyền. Khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền một lượng vàng 24K trị giá khoảng 50 triệu đồng cho Tân xem thì đối tượng cầm sợi dây chuyền bỏ chạy. Bị hại chi hô và cùng người dân xung quanh truy đuổi bắt giữ Tân cùng tang vật giao cho công an. Và những thông tin thời tiết cũng sẽ kết thúc tin tức 16 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.